Rồi, xin chào anh em. Thì anh em xem clip thì cũng thấy rồi ha. Thì bữa nay có một đứa em mới đem con Vario 160. Lần đầu tiên anh thấy luôn, anh mới ngủ dậy là anh thấy luôn. Em nãy chơi chung mình cũng lâu rồi nha. Lần đầu tiên mình thấy con này ở ngoài đời luôn. Thì nhìn ở ngoài nó hầm hố lắm anh em. Ở ngoài nó bự bự giống như con NVX á. Mà con này nó góc cạnh hơn NVX, nó không có bị bầu. Con này nó vuông dứt, nó mạnh mẽ hơn. Nhìn ở ngoài nó giống như là một cái con robot rồi anh em. Mình cũng không nghĩ là ở ngoài nó to đến vậy đâu anh em à. Chạy thì theo chia sẻ cảm nhận á, thì 160 thì đương nhiên là nó sẽ bốc rồi anh em. Nó sẽ rất là bốc. Chủ xe chia sẻ rất là bốc. Thì con này dung tích nhớt của nó cũng là 0.8, đúng không? Nó không có trên lệch so với những xe 150 à. Có sổ hướng dẫn sử dụng nó có báo không? Nó cũng báo là 0.8 luôn hả? 0.8 mà nó cũng không hơn gì ha. Thì hôm nay là mình sẽ vô một cái loại nhớt xịn nhất cho đứa em. Nói chung là nhớt ok, đẹp. Đây là cái dòng thường nè, cái này nhớt lắp thường nè anh em. Còn nhớt lắp xịn nè. Đó. Đây là cái dòng nhớt gọi là cao cấp. Nói chung cao, nói cao cấp thì thôi, có 200 mấy chục ngàn thôi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay cho em nó, rồi mình sẽ review con này Vario này ha. Rồi thấy đẹp không anh em, thấy đẹp không? Đó thì tại bên mình đó là chuyên nhập những dòng nhớt dành cho mô tô phân khối lớn. Song song bên cạnh đó, những anh em đây cũng là một khách đã từng chơi phân khối lớn thì người ta vẫn có tay ga, người ta vẫn muốn sử dụng trình dành dòng cho tay ga. Đó, cái tiết nhớt lắp này trước khi xài phải sục lên đúng không? Hả? Sục lên. À ok. Rồi nè. Rồi, mình sẽ nói tiếp về con Vario này ha. Thì nhìn nó cái đuôi giống như BKL vậy nè. Cái này thì mình thấy đẹp, cái này đẹp nè. Nhưng mà những ai mà thích xe, không thích xe bự á, những ai thích sự nhỏ gọn á thì không có thích xe này nha anh em nha. Rồi. Tiếp theo là bên đây có một cái hộc đựng đồ khá là rộng ha. Ở đây chủ xe người ta có đựng một cái khăn giấy mỗi lần làm cái gì đó. Trong đây có còn cái logo Vario nè. Sao lại là logo 150? Hả? Giá hình. Bên đây có đựng được cái gì không? Bên đây có đựng được cái gì không? À, nó giống như con SH á, anh em hiểu không? Nó giống như là con SH. Nó giống như là con SH, nhưng mà con SH cái cớp nó nhỏ hơn. Thôi thôi, nó không đụng chúng mà tùm lum. Sâu, lớp này nó khá sâu anh em. Nó sâu lắm anh em nè, coi anh em em thấy đúc cái tay làm sâu không? Cũng tới gần tới cùi chỏ anh á. Sâu, lớp này sâu. Cái này thì mình có thể bỏ điện thoại nè. Hả? Cổng sạc. Có cổng sạc luôn hả? Ồ, ở đây có cổng sạc luôn nè, thấy không? Đây một cái cổng sạc nè. Đó, trong đây một cái cổng sạc. Rồi, bây giờ mình đóng lại. Khá sâu nha anh em. Cốp này có thể bỏ điện thoại, bỏ được nhiều thứ lắm. Rồi, về cái phần mặt đồng hồ thì anh thấy nó cũng khá giống Vario 150. Cũng cái bảng đồng hồ của nó hiển thị giống Vario 150 nè. CB 150, nói chung mấy dòng Honda nó na ná như nhau ha. Nó nhỏ thì đó, nó không có bự Yamaha. Yamaha là bự chát luôn á. Con này có ABS không? Ủa sao không có ABS ta? Nó có bảng có ABS không ta? Có bảng ABS nhưng bảng này không có ABS. Lần đầu tiên này mình thấy con này ở ngoài đời luôn ha anh em ha. Con này chắc ra cạnh tranh với lại NVX. Ủa bố thắng sao không có thắng đĩa sao hả? Nó có bảng thắng đĩa sao luôn đúng không? Không có hả? Thắng đùm. Kỳ ta. Thắng sao thắng đùm nha anh em. Rồi mở cái cốp lên nè. Mở cái cốp lên nghiên cứu rồi. Đừng có để máy nha, để máy là tới công chuyện quá, đang thay nhớt. Cốp khó mở rồi. Thay cứng. Thay cứng nè. Dùng sức hả?
Cứng thiệt. Nó rất là cứng nha anh em. Cái cớp thì hơi cứng, thì cái cớp này thì anh bây giờ anh thấy nhiều xe là nó bỏ cái bình xăng ra phía trước á ha. Cái này thì mình phải mở lên, cái này bình xăng dung tích nó anh đổ được nhiêu lít? 4 lít rưỡi hả? 4 lít rưỡi là tiêu hao nhiên liệu nó tầm bao nhiêu cây lít ta? 45-50 vậy là cũng ít tiêu hao nhiên liệu mà. Đối với một con 160 thì mình đổ 4 lít rưỡi mà đi được 200 cây ha, hơn 200 cây. Đây thì đây có để áo mưa, đây thực tế nè. Review thực tế cho anh em có để áo mưa nè. Áo mưa nha chứ không phải là áo mưa nghĩ đen nha. Áo quên nghĩ bóng nha. Không phải nghĩ đen đâu nha anh em. Sao mà đi một mình mà để ba cái áo mưa vậy? Đi nhiều mình. Xe chở ba người hả? Thì theo mình thấy thì xe này chở ba người vẫn ok cho anh em. Cái này để hai nó có hiểm thì cái cốp nó vẫn thua Ninja Lit. Cái cốp nó vẫn thua Ninja Lit. Ủa sao đóng khó vậy ta? Xe này phải dành cho những người cơ bắp á. Thì nói cái này là mấy cái điểm nhược điểm của nó là ha. Thì xe nào có ưu điểm cũng phải có nhược điểm. Nhược điểm này là cốp. Cốp đúng rồi. Mấy cái này mình có thể khắc phục được. Mình khắc phục được bằng cách là mình bán cái này là một xe mới. Nhưng mà con này tiện lợi ha, anh thấy nó đi tay ga tiện lợi hơn tay con tay ha. Đi tay này nó bự. Nó bự nha, anh em phải lưu ý là nó bự, anh em phải đi cũng phải cẩn thận, nó rất là dễ va quẹt. Rồi thứ hai là khi mà vừa mới nói chỗ này có dấu va quẹt đi ra. Vừa mới nói luôn nè. Đây đây ngang quay nè. Này là có dán đề can rồi nên nó cũng đỡ nha anh em. Có dán đề can nó cũng đỡ, xe mới mua. Rồi thì giờ thay nhớt xong rồi lát nữa mình leo lên ngồi mình chạy cho anh em thấy sẵn mình coi mà mình cho anh em ấy cái thử cái nhớt luôn. Cái này là nhớt thường nè. Nhớt thường nè, rã ra nè. Có mấy mới có mấy trăm cây thôi anh em. Còn nhớt này để mình khui ra cho anh em nó hửi nè. Đã lắm. Nói chung là em nãy bảo trì bảo dưỡng xe bên mình rất là nhiều rồi. Làm ly không? Làm ly. Giống rượu vodka hả? Anh thì cứ nghĩ là nó lên 160 thì nó phải 0.9 hoặc 1 lít. Nhưng mà vẫn là 0.8 thì nó vẫn như xe nhỏ thôi. Nó vẫn như xe 150. Không có gì. Cái gù này cũng nhìn cũng đen nhám, nhìn cũng khá hay ho. Sao không tháo kính ra, để kính vậy ha? Chưa. Thì con này đi phượt cũng đã lắm nha. Con này anh nghĩ là đối với cục máy 160 mà đi Đà Lạt đồ là rất là phê. Để mở cho anh em coi đèn ha. Sao cameraman em đánh giá con này em cảm giác sao thì em cứ chia sẻ thiệt coi. Good ha. So với NV thì đẹp. So với NV thì đẹp, đây cái đèn đó. Cái đèn nó giống như một con robot gì đó anh em. Xin nhan, cái này là xin nhan nha. Xin nhan trái. Đó, xin nhan nằm đây, đèn nằm đây. Đèn này em cảm nhận đi đêm có sáng không? Sáng đúng không? Sáng. Có còn gắn thêm chợ sáng không? Nếu mà đi đêm là dạng 15 thì chợ sáng. Hoặc là đi mấy tỉnh. Còn mình đi bình thường là không cần đúng không? Thì dĩ nhiên rồi, mình đi mấy tỉnh tối thì phải còn chợ sáng. Đó, đây là cái cảm nhận thực tế khi mà người ta mua Vario này về. Mình cảm nhận thực tế luôn, cái này lần đầu mình thấy luôn á anh em. Còi hiện động đây ha. Buộc giảng ba. Rồi, ok anh em. Thì bây giờ đâu còn nhận chờ gì nữa đâu. Thì xíu nữa chờ mình rửa xe xong, mình thay nhớt xong thì mình sẽ chia sẻ lại cái cảm nhận, cảm giác lái của con này. Một phần là cái cảm giác lái của chủ xe, một phần là sẽ là cái cảm giác lái của mình khi mình mới ngồi lên con này sẽ như thế nào. Thì nó rất là thực tế cho anh em có thể tham khảo. Anh em nào thích thì mua, không thích thì mua. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nhớt láp vô. Nhớt láp này nó rất là đặc biệt. Anh em biết không, tôi mua cái cây tiêm chích này á, tôi ra
tiệm thuốc mua, mà có nhiều tiệm thuốc nó không bán cho tôi luôn á, nó tưởng tôi là xì ke. Tôi kêu bán ống chích bự nhất, chích bự nhất, tại vì mấy ống chích nhỏ chích nó không phê. Ống chích nhỏ phải chích nhiều lần anh em. Thì mình chích nhất láp vô. Anh em nào muốn tiêm chích thì cứ ghé qua địa chỉ mình ha, mình sẽ tiêm chích cho anh em. Anh em có thể thấy là xe cũng khá là dơ ha anh em ha. Dơ này là dơ đi mưa nhiều á. Thì cái này, những cái này thì cũng rất là dễ rửa, nó không có khó bằng những rất là bùn đất lâu năm nha anh em. Cái này thì anh em để lâu năm thì mới khó rửa chứ ấy thì cũng dễ rửa. Và mình rửa xong rồi mình ra mình quay cho anh em xem cho nó sạch đẹp. Rồi thì đây là quá trình mình rửa xe nha. Thì anh em muốn làm cái gì thì anh em hẹn hoặc là đặt lịch hoặc là nhắn tin cho mình hoặc là chạy qua bên đây nha. Nhiều khi xe đông quá anh em nè, nhiều khi xe đông quá anh em chờ thì mình ấy nấy lắm đó, cho nên anh em qua thì anh em hẹn lịch hoặc đặt lịch hoặc là anh em qua cũng được, nhưng mà sợ anh em chờ nha anh em. Đó thì quá trình vệ sinh thì mình sẽ rút gọn thôi, để xíu nữa mình còn review cho anh em xem nữa. Bên mình thì rửa kỹ như thế nào á thì anh em cũng biết rồi nha, những anh em qua trải nghiệm dịch vụ thì anh em cũng biết rồi đó. Tay ga hay mô tô đều rửa kỹ giống nhau, nhưng mà giá phải chăng nha anh em, chỉ từ 50.000 tới 70.000 thôi nha anh em, không có cao đâu nha anh em. Rồi ok anh em, giá cả rẻ luôn cho anh em chơi. À, điều đầu tiên mà anh em muốn chạy xe này thì anh em phải có tiền mua con xe nha anh em thì anh em chạy được ha. Rồi thì mình mở chìa khóa lên. Rồi con này thì do là mình mới thay nhớt cho nên là mình phải nổ máy cho nó một chút xíu ha anh em ha. Đó. Cảm nhận đầu tiên về cái nhớt này thì rất là bốc cho tay ga anh em. Con xe này cơ bản là đã bốc sẵn rồi. Anh em thay nhớt xong rồi anh em nhớ lưu ý là phải để cho máy nó bơm một xíu nha anh em. Xe đi phượt cảm giác ngồi anh em. Điều đầu tiên là những người 1m7 á như mình thì ngồi rất là thoải mái anh em. Đó. Còn mà 1m6 thì cũng ngồi ok. 1m6 ok luôn anh em. Rồi xuống em. Thì mình làm màu cho anh em thôi chứ mình chạy rồi thì cái con xe này á bốc nhẹ và êm, mình chỉ review thôi, bốc mẹ và êm. Cảm giác lái thì á nó cũng na ná như Vario thôi, nó na ná như Vario rồi đó. Mình chạy Vario rồi, tại trước mình có mua Vario cho mấy thằng đệ nó chạy á thì na ná giống vậy. Xe này nữ chạy thì mình cũng chưa biết được nữ chạy nó sẽ như thế nào. Đâu em lên thử nhất mới coi làm vòng á, mình đợi nó bảo hiểm vô làm màu đi, hiểu không, cho người ta biết mình tuân thủ đúng luật an toàn giao thông đó. Đó. 200 triệu thử cái nhất mới coi, đề máy lên. Tướng em chạy hợp á chứ, hợp con này ok. Khoái liền, khoái liền. Khoái liền. Muốn đi Vios không? Muốn đi ô tô không? Lủi thẳng vô con Vios là được, có ô tô mới luôn. Đây, sẵn quay cho anh em xem luôn. Thì con này thì mình mua về là để vận chuyển cứu hộ cho anh em nè đó. Vận chuyển cứu hộ cho anh em bao ngầu luôn. Anh em có vấn đề gì thì cứ alo mình, mình có hỗ trợ đi xem xe giùm và chở xe về cho anh em luôn đó. Anh em thấy đẹp không, nội thất đâu lấy chìa khóa ấy nội thất cho anh em review Vario qua review ô tô luôn, chở anh em đi Vivu luôn, nội thất bao đẹp luôn nha anh em nè, cho anh em coi nội thất xe đó, bao đẹp luôn. Máy đỉnh,
À em lấy cái đồ em gắn lại đi. À quên. Em lấy nè chìa khóa, em lấy mấy cái đồ em bỏ vô nội thất này. Em quên. Giá bán và mua con này nãy giờ quên chứ. 60.300.000. 60.300.000 đúng luôn hả? Ra biển 62. Còn nghỉ biển Sài Gòn thì mắc thêm vài triệu đúng không? Rồi 60.300.000. ABS cái mắc hơn nhiêu? ABS là sao mấy không? 67 không? Ừ cỡ tầm 67. Ok anh em, đó là những gì mà thực tế anh em tôi chia sẻ cho mấy anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip Minh Baker. Thì nhớ bấm một like đăng ký kênh cho anh mình, là mau lên chịu sub nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là những clip review thực tế chân thật luôn, không có xạo chó nha anh em.